một số ca sĩ, diễn viên người ta mua vài căn ở trong này, 20 căn dự án vừa mới hình thành á, thì người ta rao bán với giá đất đô biệt thự, chưa có nhà, có bản vẽ thôi. Còn rất hot quý vị, căn này ở trên mạng rất hot luôn. Như cao cấp, giống như nhà của mình vậy đó. Và chúng ta đi qua những cái căn villa, những căn biệt thự này thì chúng ta thấy là ở Đà Lạt có nhiều khu giàu và rất là giàu quý vị ha. Quá đẹp, quá xuất sắc. Ao ước có một căn nhà ở cách trung tâm thành phố Đà Lạt. Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Đà Lạt Street của Nhân Lạc Cà. Sáng hôm nay thì Nhân sẽ dạo một số các cái tuyến đường không phải ngay trung tâm nha, để gửi tới quý vị những cái hình ảnh của thành phố Đà Lạt ở rìa rìa, không phải là ngoại ô nhưng mà cũng là gần trung tâm thôi. Trước mặt chúng ta đó là con đường An Bình quý vị. Con đường An Bình sẽ chạy thẳng xuống phía dưới đường Triệu Việt Vương và hướng xuống Trúc Lâm Yên Tử rồi với lại là Hồ Tuyền Lâm. Ở đây có một cái con dốc khá là dễ thương. Ở Đà Lạt thì đương nhiên rồi, ở Đà Lạt thì đa số là những cái con đường á nó đều có dốc hết quý vị ha. Ở đây có khách sạn MyStyle này. Thì những cái khách sạn villa ở đây rất là đẹp, có cái view nhìn rất là bao la luôn. Những con dốc dễ thương như thế này chúng ta quay phim hay là quay TikTok á, nó cũng rất là đẹp quý vị. Rồi nhà thì thấp thoáng ở trên những cái quả đồi quý vị ha. Đường An Bình thì hiện nay vẫn còn một số các cái mảnh đất trống quý vị. Nhưng mà mảnh đất trống đó thì đương nhiên là đã có chủ hết rồi. Đất thành phố quý vị. Đất ở nông thôn có trống là cũng có chủ chứ không phải là ở thành phố đâu, không đâu quý vị ha. Cho nên là trống là người ta chưa có làm nhà, trống là người ta chưa có cái dự án, hoặc là người ta để đó để chuẩn bị cho thuê. Đường An Bình này thì người ta quy hoạch là biệt lập quý vị, đất biệt lập biệt thự, cho nên là những cái căn nhà ở trong đây cũng đều to với diện tích trên 200 mét vuông trở lên không ạ. Trong đường An Bình cũng có nhiều cái vườn dâu để hái dâu quý vị. Thì ngày nay người ta cũng trồng dâu nhiều lắm để cho du khách ra hái. Nào là dâu Nhật, rồi dâu Hàn, dâu New Zealand, hoặc là có thêm dâu đá nữa. Dâu đá thì rẻ lắm. Mấy cái loại dâu cũ ở Đà Lạt thì nó rất là rẻ. Dọc ở đây có một con dốc cũng rất là cao, con dốc đi lên các cái bậc thang đó quý vị, bậc thang đi bộ cao kinh khủng luôn, đi lên là mỏi hết cả giò luôn. Đây có villa nhà bác thờ mộc, phía trên là nhà thờ An Bình ha. Phía dưới trồng hoa trồng cây rất là đẹp. Những con đường ở bên trong An Bình rồi đi vào trong An Sơn thì khá là yên ắng quý vị. Trong khu vực này nó yên bình lắm. Để vào những cái mùa du lịch thì khách du lịch tới đông, các cái căn villa biệt thự là bắt đầu là người ta đông nhậu nhẹt rồi hát karaoke rồi thì nó đông vui ồn ào một tí. Còn bình thường như những cái ngày như thế này thì khá yên ắng quý vị ha. Sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì bây giờ thì đường phố yên ắng trở lại và đợi mùa du lịch hè kéo dài khoảng tầm 3 tháng. Ngay cái ngã ba An Bình và Triệu Việt Vương, ngay khu vực này cũng có nhiều cái căn villa, nhiều cái home, nhiều cái khách sạn rất là đẹp. Ví dụ như là ở trước mặt này quý vị, người ta trồng mấy cây
đô la, rồi một cái căn nhà màu trắng có cái view nhìn về phía đồi Robin, rất là đẹp ha. Rồi dọc dọc này là người ta trồng những cây phượng tím nè, tới mùa phượng tím ra hoa. Cái đoạn đường này rất là đẹp luôn. Đây là đoạn đường Triệu Việt Vương, nếu mà chúng ta đi ở phía sau lưng á, là đi xuống Thiền viện Trúc Lâm, Hồ Tiền Lâm. Còn hướng tới là chúng ta sẽ về phía đường Lê Hồng Phong và về trung tâm thành phố Đà Lạt. Năm nay sẽ tổ chức festival hoa đó quý vị. Cho nên là được tổ chức festival hoa chắc chắn là cũng sẽ thu hút thật nhiều du khách đến thành phố Đà Lạt. Với những cái hoạt động thường niên như vậy sẽ kích thích du lịch rất là nhiều. Bây giờ thì nhân đã đi lên đường Triệu Việt Vương rồi và nhìn xuống phía dưới đường An Bình và phía trên là đường Đống Đa. Chúng ta thấy là Đà Lạt có cái địa hình, địa thế rất là hay, là đồi núi không thôi. Cho nên là nhà nằm những cái vị trí trên những cái quả đồi như thế này thì có view rất là đẹp. Cho nên nhiều người đến thành phố Đà Lạt là họ mua nhà, mua đất là chọn những cái vị trí mà có view, quý vị. Có view để nhìn ngắm thành phố, có view để buổi sáng nhìn thấy bình minh, nhìn thấy sương, buổi chiều nhìn thấy hoàng hôn đẹp. Nhưng đang hướng vào khu An Sơn quý vị ha. Ở đây là khu An Sơn, khu biệt thự An Sơn DIC, là khu dân cư mới. Nói là mới thôi nha, cũng mười mấy năm rồi quý vị. Đây, nhân đang đi vào khu biệt thự cao cấp An Sơn DIC. Trong khu vực này là đất biệt lập hết quý vị. Và biệt thự ở đây rất cao cấp. Và các cái căn biệt thự được người ta làm cái dự án này á, người ta làm dự án này thì các cái căn biệt thự ở đây thì người ta cũng sẽ làm một cái nền móng, rồi kiến trúc và tựa tựa nhau quý vị. Cho nên là vào đây nhìn nó rất là đồng bộ, một cái khu phố giống như là ở nước ngoài vậy đó. Tất cả các cái hệ thống điện lưới, rồi hệ thống cáp viễn thông đều được ngầm hóa hết. Cho nên ở đây thì chúng ta rất ít thấy dây dợ ha. Ở đây người ta đang xây một căn biệt thự mới ở đây. Đây là những cái lô đất á, người ta đều có nền móng sẵn hết rồi. Khi mà dự án An Sơn DIC này được hình thành á, là người ta làm nền móng sẵn cho chúng ta. Và mua về là chúng ta xây dựng trên cái nền móng đó, không được xây quá cái diện tích. Mỗi lô ở đây có diện tích từ 250 cho tới 500 m². Và mỗi lô đất như thế này á thì có giá khoảng tầm 25, hiện nay giá hiện nay là tầm 25 tỷ cho tới 30 tỷ một lô đất. Trước đây thì nhân cũng có hay quay về bất động sản cho các cái công ty bất động sản á, thì thường quay một số các cái mảnh đất rồi cũng như là thuyết minh luôn về cái mảnh đất đó, rồi để cho người ta đăng, người ta quảng cáo, người ta bán sản phẩm. Cho nên là giá ở những cái lô đất ở các cái khu vực này thì nhân cũng đều nắm rõ ha. Và giá thì là giá triệu đô rồi. Nói chung là trên 24, 25 tỷ là triệu đô rồi quý vị ha. 1 triệu đô giá hiện nay là 25 tỷ. Thì ở đây nó hơn triệu đô. Và nếu mà có nhà luôn thì chắc chắn là hơn rồi. Nếu mà có nhà thì khoảng tầm đâu đó là 30 mấy tỷ. Chúng ta nhìn ngắm một vài căn biệt thự vậy ha. Đây là biệt thự An Sơn số 47 với diện tích của lô đất là ngang là 15 m và sâu vào là 20 m. Là lô đất đó là có diện tích là 300 m². Căn biệt thự này
Tương tự căn biệt thự này thì rộng hơn một tí, có diện tích là khoảng 400 m². Thì những căn biệt thự, những căn villa này đều có kiến trúc tựa nhau quý vị ha. Hôm trước thì Nhân thấy có một cái căn biệt thự ở đây được rao bán với giá là 35 tỷ. Không biết là cái căn nào, nhưng mà có một căn rao bán vì người ta chỉ rao bán thôi, người ta không có để hình ảnh. Rất đẹp ha. Đúng là người dân Đà Lạt có nhiều người, người ta giàu có, phải nói là kinh khủng quý vị ha. Với một cái căn biệt thự là 30 mấy tỷ, 40 tỷ, rồi kèm theo đó là trong nhà là những chiếc BMW, những chiếc Mercedes nữa, vân vân. Những căn biệt thự đáng sống luôn. Và có nhiều căn biệt thự thì người ta cũng biệt thự villa thì người ta cũng đang làm lưu trú du lịch nữa. Ở trong khu An Sơn DIC này thì có một số ca sĩ, diễn viên, người ta mua vài căn ở trong này. Tổng cộng ở trong khu này thì có khoảng trên 50 lô biệt lập với diện tích là khoảng 300 m² và 20 căn biệt thự có diện tích trên 500 m². Với những căn biệt thự, những căn villa này được hồi trước là khi mà dự án vừa mới hình thành á, thì người ta rao bán với giá đất năm 2013, cách đây khoảng hơn 10 năm ha. Thì người ta rao bán một lô biệt thự chưa có nhà, có bản vẽ thôi, có bản vẽ thiết kế thôi. Thì một lô này có giá là 12 tỷ, 12-13 tỷ tùy vị trí. Và bây giờ thì đã là hơn gấp đôi rồi, đúng không? Chúng ta thấy là giờ là giá trị của mỗi căn, mỗi lô đất ở đây là hơn gấp đôi rồi. 10 năm và chúng ta giá trị của đồng tiền của chúng ta tăng gấp đôi. Nếu ngày đó chúng ta có khoảng 10 mấy tỷ ha, thì chúng ta mua một lô đất, bây giờ là chúng ta có giá trị tài sản của chúng ta sẽ tăng gấp đôi. Ở đây là căn villa biệt thự của một diễn viên hài. Diễn viên hài mua ở đây và người ta đang cũng cho đang làm lưu trú du lịch. Thì trong An Sơn, khi mà quy hoạch ở trong cái khu vực này xong á, hồi trước là khu vực này là toàn cây cối cũng như là vườn tược không sau khi quy hoạch xong thì nó có hai khu, một khu là An Sơn DIC là cái khu mà chúng ta vừa đi vào, rất là cao cấp, và tiếp theo đó là khu An Sơn bên trong. Thì bên trong cũng không phải là không cao cấp quý vị, bên trong nó cũng rất là VIP. Thì có An Sơn 1, An Sơn 2, An Sơn 3, vân vân. Thì các cái khu quy hoạch được hình thành ở đây thì mới, cho nên là người dân cũng như là ý thức của người dân nó rất là cao. Người ta trồng những cây tùng, những cây hoa thu hải đường ở dọc dọc đường rất là đẹp quý vị ha. Và bây giờ thì người ta cũng đang tiếp tục xây dựng rất là nhiều các cái công trình, nào là khách sạn, nào là những căn villa, những căn biệt thự, căn hộ ở trong này để làm du lịch. Trong này giờ rất là phát triển đúng không vị? Nếu mà chúng ta năm ngoái chúng ta vô đây và bây giờ năm nay chúng ta vào đây thì nó sẽ khác hẳn luôn. Nhà cửa mọc lên liên tục, và toàn là nhà to, nhà biệt thự, biệt lập không à. Trước mắt chúng ta đó là khu quy hoạch An Sơn. Thì có rất là nhiều khu, khu A, khu B, khu C, khu D. Nói chung là rất là nhiều khu ở trong này ha. Và với diện tích lên tới hàng chục hectare.
Ở đây là khu A và đi xuống phía dưới. Phía trước là khu B và khu C. Ở trong này thì xây dựng cũng tự do, chứ không có bắt buộc như là khu quy hoạch cao cấp An Sơn DIC. Tuy nhiên xây dựng tự do nhưng mà cũng giấy phép, cũng có một cái bắt buộc nào đó. Ví dụ như là liên kế thì chúng ta được xây dựng 100% trên cái diện tích đất của mình. Còn nếu mà biệt lập thì chúng ta xây dựng khoảng 60%. Còn mà xong lập liên kế thì chúng ta xây dựng khoảng 70-80%, quý vị ha. Đó, rất là nhiều những căn biệt thự villa được xây dựng mới. Căn này thì vừa mới xây dựng mới Ken Saben này, được xây dựng với một cái kiến trúc vô cùng độc đáo. Ở đây là C48, một cái khu villa biệt thự vô cùng cao cấp. Lâu lắm rồi, bây giờ Nhân mới quay trở lại cái khu vực này quý vị. Chắc cũng một năm rồi, bây giờ Nhân mới quay trở lại đây và quay cho quý vị xem. Khu này sau khi mà dân cư đông đúc thì khu này cũng có thêm chợ búa, rồi trung tâm văn hóa thể thao vân vân, rất là nhiều. Và hiện nay thì đang dần dần hình thành một khu dân cư cao cấp. Ở đây thì liên kế hồi trước thì cách đây mấy tháng Nhân cũng có quay một cái sản phẩm bất động sản ở đây, thì một cái lô liên kế ở đây có giá đất không thôi thì có giá khoảng tầm 11-12 tỷ. Nhà cửa rất là đẹp quý vị ha. Ở phía trước là rừng thông, view đồi núi. Năm ngoái Nhân vô đây khác, năm nay vô đây cũng thấy khác hẳn quý vị. Nhà cửa nhiều hơn. Ở đây thì rất là nhiều khách đó, là nhiều người ở Hà Nội nè, Nha Trang nè, ở Sài Gòn nè, ghé tới đây mua đất cũng rất là nhiều để xây những cái căn villa biệt thự để nghỉ dưỡng. Và nhiều căn homestay ở trong khu vực này cũng thu hút khách du lịch tới ở rất là nhiều, dù là xa ha, dù là ở đây là ra tới Hồ Xuân Hương cũng khoảng 3,5 km. Tuy nhiên là nhiều du khách chọn ở trong những cái căn villa biệt thự như trước mặt đây nè, chúng ta thấy không? Khu vườn có nắng. Hôm nay Nhân sẽ dẫn quý vị đi xem những căn villa, những căn biệt thự, những làm du lịch có, nghỉ dưỡng ở có. Ở đây có một cái căn villa Senkasa. Căn này rất hot quý vị, căn này ở trên mạng rất hot luôn. Thấy người ta bán phòng, bán villa ở đây rất chạy. Đó, nguyên một dãy quý vị thấy rất đẹp không? Giá cũng không có rẻ quý vị ha. Những cái căn villa biệt thự ở trong này, giá thuê một cái căn villa ở trong này tầm 4-5 triệu một đêm ngày thường á. Còn nếu mà lễ Tết thì giá nó còn gấp đôi nữa, 7-8 triệu. Đó, chúng ta thấy những cái khu phố này nó rất là cao cấp. Rồi người ta trồng hoa hồng đồ trước nhà nè, chúng ta thấy không? Trang trí. Chúng ta ở một cái căn villa giống như cao cấp, giống như nhà của mình vậy đó. Nhưng mà được hưởng một cái không khí đúng chất Đà Lạt. Có hoa hồng, có cây mai anh đào. Rồi khuôn viên ở đây nó khá là yên ắng.
quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Hoa hồng, hoa sắc pháo, hoa giấy. Và người ta vẫn còn đang tiếp tục xây dựng rất là nhiều ha. Những căn villa biệt thự này vô là coi như là ở rồi tối hát karaoke, làm tiệc BBQ. Được xây dựng theo phong cách châu Âu. Quá đẹp luôn ha. Quá đẹp, quá xuất sắc. Ao ước có một căn nhà ở ngay khu dân cư này ha. Khu An Sơn, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 3,5 km. Ở phía dưới người ta cũng đang xây dựng nữa quý vị ha. Nào là đường vành đai nè, rồi những căn villa biệt thự ở phía dưới. Ở phía trước căn biệt thự thì người ta cũng bày bán những cái tiệm cà phê nhỏ nhỏ, chiêu chiêu, dễ thương. Khu này là quá xuất sắc luôn, cái view ở phía trước nhìn về thung lũng, rồi khu rừng thông. Những căn villa ở cái hướng này có cái view đẹp lắm quý vị. Hôm nay chúng ta được nhìn ngắm khu những cái khu biệt thự cao cấp, sang trọng, bậc nhất ở Đà Lạt ha. Ở Đà Lạt có rất là nhiều những cái khu quy hoạch cao cấp, đặc biệt là khu quy hoạch An Sơn DIC và khu quy hoạch An Sơn mà chúng ta đang đứng ở đây. Rồi còn rất là nhiều những cái khu khác như là God Valley, khu Viện Hạt Nhân. Ở phía dưới thung lũng này, chúng ta nhìn ngắm ở phía dưới thung lũng là nhà cửa ở phía dưới. Trong khu vực này là có quán cà phê Rừng Lá Kim nữa. Nếu mà chúng ta đi thẳng theo hướng này xuống khoảng vài trăm mét. Khu vực này thì chúng ta thấy là những cái bờ ta ly nó ở trên cái đường mà chúng nhân đang đứng ở đây là cái với so với căn nhà phía trước là cái căn nhà 1, 2, 3, 4, một cái căn nhà 5 tầng ha. Một cái căn nhà 5 tầng mà nhân đang đứng ở trên đường này thì cái bờ ta ly này nó sẽ cao bằng một cái căn nhà 5 tầng ở phía dưới. Còn những cái căn nhà ở phía dưới là 3-4 tầng thì nó nằm tít ở phía dưới quý vị ha. Nó rất là sâu ở phía dưới. Cho nên là cái đường này, cái bờ ta ly này nó cao hơn rất là nhiều những cái căn nhà ở phía dưới. Nếu mà chúng ta xây dựng không có chắc chắn những cái bờ ta ly này thì cũng hết sức nguy hiểm ha. Lâu rồi nhân mới quay trở lại đây và thấy khu này khác hẳn so với ngày xưa quý vị. Nhà cửa dưới cái thung lũng này là người ta xây dựng hết luôn rồi. Chỗ nào cũng có nhà hết rồi quý vị ha. Và cái căn nhà bên này nè, chúng ta thấy không? Là nó xây với cái sát cái bờ ta ly, nhìn nó cũng hơi ghê ghê. Hay khách du lịch đó người ta cũng ở trong này nhiều ha. Tới buổi sáng là bắt đầu là người ta đi ra để đi chơi. Khách du lịch người ta ở những cái căn villa biệt thự ở đây nè.
ở trên đường Vành Đai, mà sẽ giảm tải cho lượng giao thông ở thành phố Đà Lạt. Thì chúng ta thấy trên đường này xe Phương Trang người ta đậu quá trời quá đất luôn này quý vị, chắc cũng phải cả trăm chiếc á. À, người ta đậu dọc đường rồi qua các cái con đường bên này nữa. Ui trời ơi, quá trời xe luôn. Vào mùa lễ Tết á là người ta chạy rất là nhiều, nhưng mà tới mấy ngày mà không có khách thì đương nhiên là xe chạy một cái mức độ vừa phải, khoảng tầm một tiếng hồ chiếc thôi, một chuyến thôi. Còn những ngày lễ là người ta sẽ chạy liên tục, cho nên là lượng xe rất là nhiều quý vị ha. Không những là một trăm nữa mà phải tới chắc phải 200 chiếc quý vị. Quá trời luôn. Dọc cái con đường này hiện nay chưa có sử dụng á, cho nên là người ta sử dụng cái con đường này để đậu đổ những chiếc xe 45 chỗ. À, đây thường gọi là xe cây. Đường Vành Đai để giảm tải cái sự ùn tắc giao thông ở nội ô thành phố Đà Lạt thì người ta làm cái con đường Vành Đai. Hiện nay thì một số các cái tuyến đường thì người ta cũng cơ bản thì người ta cũng là làm xong, làm hành lang hộ lan là làm xong xuôi hết rồi. Tuy nhiên thì có một số đoạn thì người ta vẫn chưa có hoàn thành xong vì vấn đề vướng cái giải phóng mặt bằng đó quý vị. Nhiều khi giải phóng mặt bằng hiện nay nó cũng phức tạp, đất đai bây giờ nó có giá, đất tất vàng mà giờ giá trị của bất động sản nó cao, cho nên là giải phóng mặt bằng cũng khó khăn. Cái con đường Vành Đai vòng qua khu vực An Sơn để vòng xuống khu vực phường 5 ngay chỗ thác Cam Ly đó quý vị, đường An Tôn á. Thì sau khi hình thành xong thì con đường này là một trong những cái cung đường cũng rất là đẹp, vòng quanh, bao quanh, dường như là bao quanh một nửa thành phố Đà Lạt đó quý vị. Nên là một cung đường rất đẹp và hứa hẹn sẽ nhiều xe cộ lưu thông. Đường rất là rộng ha, đường này thì có lẽ là sẽ rộng 4 làn xe. Ngày nay thì làm đường thì phải làm cho rộng quý vị ha, chứ làm nhỏ rồi mai mốt lại phải nới ra, phải mở rộng ra làm liên tục. Ở đây có những cái bờ ta luy rất là cao nè ha, cũng mấy tháng rồi bây giờ nha mới quay trở lại cái con đường này quý vị. Nói chung là chúng ta cũng có rất là nhiều những cái công việc, nhiều những cái đề tài để review, cho nên là lâu lâu chúng ta mới quay trở lại khu vực này. Và ngay cái đoạn này á, là hồi nãy á, là Nhân đứng ở bên kia, Nhân review cái khu vực những cái căn villa, những cái căn biệt thự mà ở trong khu An Sơn đó quý vị. Thì thấy cái con đường này là nằm phía trên cái khu quy hoạch hồi nãy, cho nên là Nhân cố tình Nhân qua đây để quay ngược lại quý vị. Và từ cái vị trí con đường này chúng ta thấy là những cái căn nhà ở phía dưới thung lũng á. Quá trời quá đất luôn. Tuy là cái đường này với cái khu quy hoạch hồi nãy là nó rất gần nhau, tuy nhiên là chúng ta phải di chuyển một cái đoạn thật là xa, vòng, tại vì không có cái đường nào để qua bên đó hết trơn á. Nhìn thì gần nhưng mà đi thì xa, đường thì gần nhưng mà xa ngõ nha. Đó, những cái khu biệt thự hồi nãy ở phía dưới mà Nhân nói là những cái căn biệt thự phía dưới là xây 4-5 tầng, tuy nhiên là không bằng cái con đường ở phía trên mà hồi nãy Nhân đi qua ha. Quá trời luôn. Rồi một số căn biệt thự mà hồi nãy ở trên kia mà tuyệt đẹp ở trên kia khách du lịch ở. Và đoạn đường phía trước mặt là người ta vẫn đang làm ha, nên nó nhìn nó còn gồ ghề rất là xấu.
người ta cũng có rất là nhiều những cái vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đặc biệt ở những cái khu vực mà dân cư. Nói chung là ngày trước là một cái con đường nho nhỏ, rồi người ta mua đất mua đai để xây dựng nhà cửa. Bây giờ mở rộng đường ra thì coi như là nguyên cái mảnh đất của người ta mất. Về vấn đề giải phóng mặt bằng cũng như là đền bù như thế nào đó thì nó phải có lộ trình, cho nên nó còn vướng mắc thì nhiều khi cái đoạn đường người ta giải quyết không được. Khi làm xong rồi chúng ta thấy là con đường này nó đẹp vô cùng, có cái view nhìn về thành phố, nhìn về những cái khu dân cư thấp thoáng, rất là đẹp luôn. Như vậy là hôm nay Nhân đã giới thiệu đến quý vị khu An Sơn, khu An Sơn DIC và khu An Sơn phía trong, rồi tiếp theo con đường Vành Đai, những cái hình ảnh của những căn villa, những căn biệt thự mà làm du lịch trong An Sơn, rất là đẹp mắt quý vị ha. Nhưng rất cảm ơn quý vị, cô chú anh chị các bạn đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cũng như là theo dõi những video sau của Nhân nha. Còn bây giờ thì Nhân xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt.